Cái gì? Anh vừa bắt được cái này ngoài biển đấy. Cái gì? Em có muốn lấy không? Phần này nó rất là quý giá ấy, hiểu không? Là một cái sinh vật đấy. Đéo tin. Không được làm rơi nhá. Không được làm mất nhá. Ok nhá. Đấy, sẵn sàng chưa? Đừng để rơi nhá. Con này nó ấy lắm ấy, nó độc lắm ấy. Sợ không? Ở biển nha, không sợ đúng không? Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị tinh thần nhá. Xoay tay ra. Hứa này, cấm làm rơi nhá. 2, 3. Bang. What the fuck? Không có thấy gì không? Không. Ơ? Ơ? Đâu rồi? Ảo thật đấy. Ơ? Em xem lại xem có không? Không có gì hết. À, không có à? À, quên mất đây. Hả? Ôi trời ơi. À ừ nhờ, tại vì nó tuột ấy. Tự nhiên anh bắt được cái này ở biển ấy, không biết là con gì ấy. Đậu lạnh cái này luôn. Con dừa. Đúng, đúng. Cái này quý giá nhanh thiệt hả? Hả? Cái này là đầu tiên anh nhìn thấy ấy. Con này nhìn nó cứ tròn tròn ấy, giống em ấy. Nó cứ đáng yêu ấy. Nó giống em ấy. Điên à? Đấy, nó giống giống em ấy, hiểu không? Chứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Em biết nó giống cái điểm gì không? Em là giống quả dừa ấy. Hả? Có hiểu quá, có hiểu quá. Trời, giống quả dừa. Bởi vì ấy, nhìn em là anh thấy nhiều nước. Vừa nhiều nước lại còn ngọt nước. Ngọt nước. Quá chuẩn luôn. Đấy, thế là về nhà nhớ bổ ra và có rất nhiều nước nhé. Cho hai mắt hai đứa đẹp ấy. Cái gì? Mắt em đẹp hả? Đầu tiên có người có mắt em đẹp luôn á. Anh thì cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là bốc phét. Mắt bạn thì đẹp thì em thấy mắt bạn này đẹp. Dạ. Quế. Thế là anh là người đầu tiên rồi. Đó là người đầu tiên thấy mắt đẹp luôn á. Wow. Vì anh là người đầu tiên mà nằm trong mắt hai em đúng không? Đúng, đúng. Đúng không? Đúng không? À, ngọt nước. Không, anh không phải là người đầu tiên. Không phải người đầu tiên khen nữa. Đúng rồi. Nhưng mà người đầu tiên khen em ngọt nước đúng không? Anh là hay nói đạo lý lắm. Còn bao nhiêu lời thơ rồi mình không lại chẳng phải đi sang đâu mà anh vẫn yêu mình em thôi đây. Ô, sinh vật đi đâu đấy? Ờ, sao lại sinh vật? Sinh vật này đi ra biển đi còn gì nữa? Về à? Sao lại sinh vật? Sinh vật dừa. Này, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi em dễ thương. Wow. Em ở biển là nó mặn mòi rồi đúng không? Uh-huh. Bây giờ là muốn vừa được mặn mòi này thì bây giờ phải uống thêm dừa vào để cho nó ngọt nước. Quá chuẩn luôn. Em ơi. Cái gì? Có gì không anh? Em mua kem không? Cái gì? Em mua không ấy? Anh bán không? Ừ, anh bán đi. Ôi giời ơi. Mua luôn. Vâng. Nhưng mà nó chảy nhiều quá. Đậu lạnh cái đấy luôn. Cũng được không sao đâu. Cũng được không sao đâu. Em tuyệt vời thế cơ mà. What the fuck? Nè. Mua nhá. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Hả? Không. Sao? Không mua đâu. Cái này nhá. Cây tươi nhờ. Sao ăn hai cây luôn vậy? Tại vì nó ngon quá. Ôi trời ơi. Không có gì để nói. Ừ. Không mua à? Không. Để cho em. Em không lấy. Cho em cả hai đấy. Tại sao nó ăn hết? Đúng, đúng. Này em có mua đâu? Em không mua thì ăn đi. Hợp lý. Thế mà em không mua thì thôi anh đành cho vậy. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Rồi, đấy. Nó có cả vị của anh trong đấy. Thôi thì anh thấy nó ngon quá ấy. Nó như em ấy. Thế nên là anh không thể cưỡng lại ấy. Anh là hay nói đạo lý lắm. Thế anh em ăn phần dưới được mà. Không, anh không ăn đâu. Thế thôi, lát nữa anh mua cho em cái khác nhá. Ok nhá.
Nhưng em có thích kem không? Em thích anh hơn. Nhưng mà anh lại thích kem hơn đấy. Em ai đùa như thế? Nhưng anh lại thích kem ấy. Vì sao anh thích kem? Bởi vì trong kem có em. Thông minh lắm. Anh có biết em là ai không? Em là kem. Điên à? Bởi vì gặp em là anh muốn tan chảy. Mày đừng có ổn tiêu đi. Ăn đi chứ không nó... À quên mất là anh ăn mất rồi. Quang. Thế là anh ăn em mất rồi. Quang đường. Anh xin lỗi. Cảm ơn anh, không sao rồi. Thì coi như đây là cái món quà gì đấy. Để em biết được cái hương vị của em nó ngon như thế nào ấy. What the fuck? Thế em đi từ đâu ấy? Em đi uống cà phê xong rồi đi đây dạo. À, từ dưới biển lên à? Cái gì? Không, từ trên bờ lên. À, bên... Từ trên bờ xuống ấy chứ. Từng xuống biển á? Điên à? Xuống đi dạo nè. Xuống thủy cung á? Không. À, em sẽ về thủy cung cái gì? Để làm nàng tiên cá đúng không? Oh my god. Thế hôm nay anh lại bắt được một sinh vật biển ấy. Ảo thật đấy. Em không biết nhưng mà nó quý hiếm lắm. Mày đừng có mồm điêu đi. Ở Nha Trang rồi đúng không? Ở dưới biển đây này. Có sao? Nhưng mà nó lỡ nó quý hiếm mà anh bị bắt sao? Anh bắt nó rồi bị cảnh sát biển bắt anh sao? Đúng này. Bắt anh á? Vâng. Ở đây là người ta bắt à? Vâng. Ôi vãi. Thế em cầm một anh á. Cầm gì nhỉ? Cầm cái con đấy. Để thả nó xuống biển ấy. Khó hiểu. Có hả? Có. Anh bị bắt á. Nhá, cầm một anh nhá. Cầm một anh nhá. Vâng. Xong rồi lát nữa thả của anh xuống biển nhá. Anh sợ bị bắt lắm. Hai. Hai. Ba. What the fuck? Có sợ bị bắt không? Không, người ta không có bắt anh đâu. Em bảo vệ anh. Thật là tuyệt vời. À, có nghĩa là con đấy bắt lại anh luôn đúng không? Quá tuyệt vời. Nó không có hung dữ như vậy đâu. Yeah. Em tuyệt vời thế cơ mà. Thế cảnh sát biển không bắt anh gì? Đúng, đúng. Chỉ bắt em thôi đúng không? Đúng. Em quen cảnh sát biển không sao đâu. Wow. Mày thế nhở? Thế bây giờ anh thả nó về biển nhá. Anh có chắc chắn là anh muốn thả về biển không? Có. Bởi vì anh muốn làm cho nó ướt đi. Khó hiểu quá. Sao? Thì đi bơi ấy. Mày đừng có mồm điêu đi. Đi bơi thì phải ướt người đúng không? Anh là hay nói đạo lý lắm. Em có muốn ướt người không? Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nên như thế này cả. Hay là ướt hay là... À nhầm. Đi bơi ấy. Anh có biết bơi không? Anh chỉ biết ướt người thôi. Ôi giời ơi. Thế nên là... Chắc anh chỉ lội thôi. Chứ không bơi được ấy. Bông quét. Không và... sao em tập bơi cho anh. Anh mà đi bơi ấy. Là anh sẽ đắm chìm với em mất. Anh là hay nói đạo lý lắm. Thế này không có bơi được ấy. Anh xin lỗi. Thế nên là mình chỉ đi nhúng nước thôi. Đúng không? Kiểu đi dạo bờ biển thôi để có thể biết được là biển Nha Trang ấy. Tươi và xanh ấy. Một quét. Tại sao anh nghĩ như thế? Hả? Tại sao anh nghĩ như vậy? Đúng rồi, bởi vì nó giống em ấy. Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Nó tươi. Anh hay đi thả thính lắm đúng không? Nó... Đúng này. Ông anh không hay đi thả thính mà anh hay đi bắt sinh vật biển ấy. Một quét. Để làm cho nó xanh và tươi ấy. À nhầm quên. Làm cho nó rực rỡ ấy. Trước ánh nắng của biển ấy. Anh là hay nói đạo lý lắm. Mình đi ướt. À nhầm quên, mình đi bơi không? Nắng lắm. Nắng à? Thế đi tầm chiều ấy. 5-6 giờ nhá. Nhưng mà tại sao anh phải đi với anh? Tại vì lúc đấy thì mới có hoàng hôn ấy. Đúng, hợp lý. Hoàng hôn. Ờ, bơi rồi, ướt người rồi hoàng hôn ấy. Cái gì? Em thích bình minh hơn. Quê. Nhưng mà vẫn thích hoàng hôn đúng không? Đúng rồi. Ờ, à, thế phải có hoàng hôn thì em mới được yêu chiều. Ghê. Nhớ giữ cái sinh vật này giúp anh nhá. Vâng. Ờ, à, để anh có thể thả về thủy cung ấy. Vâng. Đúng không? Vâng. Ờ, à, thế bao giờ em xuống? Khó hiểu. Khi nào mà anh... Hoàng hôn. Em có hút gì không? Em có hút gì không? Không, em là con gái lành mạnh. Nice. Chỉ hút anh như muối hút nước thôi đúng không? Đấy, muối biển mặn lắm đúng không? Thế nên là em mặn mòi. À quên nhỉ, mặn mà chứ. Đúng không? Con gái ở đây thì mặn mà đúng không? Quá chuẩn luôn. Anh tự ở đâu vào đây? Anh á? Anh là ở trên núi ấy. Còn em ở dưới biển ấy. Mình thì sẽ là... Mình sẽ là Âu Cơ.
Âu Cơ và Lạc Long Quân ấy. Đấy, xuống biển này này, đẻ con đấy. Đúng không? Đẻ thêm nhiều sinh vật khác ở dưới biển đúng không? Thật là vai trưởng. Phải không em? Nói gì đúng không? Không, anh trêu em đấy. Ờ, anh hay thích trêu những cái bạn mà sống ở dưới biển đấy. Đúng không? Như những bạn Nha Trang này này. Nhưng mà đừng xuống biển nhiều, anh sẽ bị đắm chìm trong nó. Em muốn lấy quà không? À, đợi tí nhá, đánh chạy xuống đây anh lấy quà cho em. Xòe tay ra. Thấy rồi thì cũng phải xòe tay ra. Xòe tay ra. Cái gì đấy? Sao? Ơ? À, không thích món quà này à? Không ăn được. Chỉ có ăn thôi à? Con gái ấy mà béo ấy thì đớp ít thôi. Ôi, đó đùa ấy. Này, gọi em là hạt cát, hiểu chưa? Tại sao? Nhìn em lúc nào cũng được vãi. Yeah. Món quà người ta ý nghĩa thế lại vứt đi. Ý sao ý nghĩa? Thế bây giờ phải nhặt lên. Đấy, lúc nào cũng nhiều. Tặng lại đi. Tặng lại. Không được vứt đây, không được vứt đây. Thì, phải phải vãi ra thì em mới được vãi chứ. Quà đã không được vứt đi mà cứ quay cậu vứt đi. Mình sai, xin lỗi. Cái gì? Thôi, mình cầm. Cảm ơn bạn. Cảm ơn hai bạn. Thế chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Anh cảm ơn em nhé. Điên à. À, anh tên là Việt đấy. Tại vì thấy em ấy. Thời gian như ngừng động. À thế à? Em tên là Việt đấy. Dạ. Em tên là gì nhỉ? Camry á? Điên à? Toyota. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Cảm ơn em nhé. Quá nhiều lắm. Ăn thở là tốt lắm hay là... Có gì đâu. Ờ. Vâng, cảm ơn em. Có nhiều quá thôi mà. À, anh không để làm rơi nữa đâu. Cảm ơn anh, không dám. Tại vì anh không muốn làm rơi em thêm lần nữa. Anh là hay nói đạo lý lắm. À, cho anh, thắc mắc một chút đấy. Cái gì? Thế bây giờ trần gian đẹp hơn thiên đàng rồi đúng không? Khó hiểu. Đẹp hơn rồi đúng không? Không biết. Nhưng mà chắc vậy. Chắc vậy đúng không? Thảo nào mà thiên thần xuống đấy định cư hết. Oh my god. À, em này cầm giúp anh được không? Anh chụp ấy để gửi cho bạn anh ấy. Hả? Anh thì cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là bốc phét. Tinh thần có thật đấy. Em có muốn anh phạt em một chút không? Không muốn á? Không muốn chuột em một phát á? Em có đi đua xe không? Không á? Anh ấy thích đua xe ấy. Là sao không hiểu nè. Anh đây không thích bốc đầu ấy.
Em ngoan đúng không? Đúng rồi. Anh đây chỉ thích đâm đầu yêu em. Đúng là con trai của ta. Rồi cái này học tập thả tính, sau này thả tính mình. Thả tính tinh thần á? Thả tính tinh thần. Thế em có phải mắt bão không? Nói hiểu quá, nói hiểu quá. Bởi vì trong lòng em thấy yên bình, còn xung quanh em là bão tố. Vỗ tay kích sự. Rồi, cảm ơn em nhé. Kiểu gì? Con gái buồn thì ăn đúng không? Đúng. À, nhưng mà không ăn thì lại buồn đúng không? Đúng, hợp lý. Đúng. Thế nên là con trai lúc nào cũng phải đến để ăn con gái đúng không? Trời đất ơi. Ôi. Nước ép kìa. Nước ép gì? Cho em sinh tố dừa cà rốt. Em có thì nó hơi phải rồi. Em ơi. Em có bánh sinh tố. À. Không có dừa cà rốt em ơi. Táo mèo không? Cái gì? Táo mèo không? Táo mèo là gì? Sô chu táo mèo. Sô chu táo. Sô chu táo Bắc Bộ. À vâng, sô chu táo Tây Bắc đúng không? Cho em một trà sữa. Táo mèo. Anh ơi cho em táo. Hoặc là nếp cái hoa vàng được. Và mơ rượu. Mình cảm ơn. Không có gì anh. Dạ em mình cảm ơn. Xin lỗi. Tại vì thế em ấy. Thời gian đi ngừng động. Oh my god. Anh cảm ơn em nhiều nhá. Dạ không có gì đâu anh. Anh chơi làm việc nhá. Thôi mình đoạn quá. Nó sống yên bình tí nữa không? Lớn đúng. À. Cho anh hỏi chút đi. Cái gì? Em tên gì nhỉ? Dạ, em tên Linh. Linh à? Em là gì ạ? Minh Anh. Minh Anh. Thế bây giờ trần gian đẹp hơn thiên đàng rồi đúng không? Hả? Ở trần gian bây giờ đẹp hơn thiên đàng đúng không? Khó hiểu. Giờ anh thấy thiên thần định cư thế này nhiều quá. Mày đừng có mồm tiêu đi. Thế là anh bị ngưng động ấy. Nó bị rối loạn về không gian ấy. Với cả thời gian ấy. Cơ bộng quét. Cho anh xin Facebook rồi. Okay. Thật là tuyệt vời. Để em search cho. What the fuck? Anh có lấy Facebook em không? Đây. Ôi trời ơi. iPhone 12 em. Anh hậu đậu quá. Xin lỗi, tại vì anh hay bị đứng hình ấy. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Xem tốt bụng ấy. Cái gì? Sao anh biết em tốt bụng? Tại vì em hay ăn chóng lớn. Nói nhiều quá, nói nhiều quá. À ý anh là em tốt bụng ấy, tốt ở tính cách ấy, không phải tốt ở hình thể. Anh thì cái gì cũng bốc phét. Cho anh xin miếng bim bim nhé. Nó lại không còn một chút liêm sỉ. Đấy, em đúng là người con gái tốt bụng nhất. Hạn giới. Cảm ơn em. Anh không ngờ là thiên thần cũng biết ăn bim bim ấy. Yeah.
sóng đây mạnh thật đấy. Kiểu như là sóng đánh tụt quần là có thật. Có con gái mà đi bơi thì toánh tụt gì. Tuột gì nhỉ? Tuột gì? Tuột gì thì để khán giả trả lời. Khán giả mặn lắm. Anh chỉ biết tụt quần thôi, còn khán giả tụt gì thì họ sẽ comment. Ok, okay. Hãy comment xuống dưới nha mọi người. Đấy, comment xuống dưới xem là con gái đi bơi thì tuột gì. Giờ mình đi đâu nhỉ? Rồi đi đâu nhỉ? Đi xuống thủy cung chơi nhá. Thủy cung, ok. Đi đâu ấy? Hả? Đi đâu vậy? À, chị lại gặp em lần hai đúng không? Cái gì? Không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không? Ừ. Thế là phải gặp nhau hai lần đúng không? Rồi, chào chị nhá. What the fuck? Kiểu gì? Vậy? Sao vậy nằm luôn vậy đứa trẻ? Vẫn còn sống ạ. Ôi vãi. Ôi. Ôi vãi. À. Em vừa bị sét đánh ấy. À thế à? Trúng đâu. Nhưng mà may mà không chết. Ghê. Tiếng sét tình ái ấy. Oh my god. Sao chị lại làm thế với em? Sợ quá. À. Chị có làm gì đâu. Thế là em đang cảm thấy ê ẩm ấy. Đau ở đâu nhá? Đau ở trong stream. À. Đau ở trong tim. Xin lỗi. Em hơi xúc động. Trong cũ vậy nhá. Thật là tuyệt vời. Chị đi đâu đấy? Chị ra đây chơi thôi. Chơi đùa tình cảm với em nhỉ. Cho em mượn cái mũ được không? Chị. Đấy, bởi vì nhìn chị em thấy chói chang ấy. Đổi vậy đi nhá. Hôm nay càng nhìn lại càng thắm đấy nhở. Thế chị chuẩn bị lấy chồng chưa? Tìm một anh nào chưa? Chưa. 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 Đến giờ mà chưa. Thế anh nào giới thiệu cho chị đi. Yeah. Thế nếu mà anh em nha. Nhưng mà nếu mà anh ý mà xem lại clip thì sao? Lúc đấy em phải là giải thích cho chị. Thì lúc đấy em sẽ cảm thấy yêu đời. Tại sao? Bởi vì anh đấy là em. Mà chị đi đâu ấy nhỉ? Chị đi chợ đúng không? Chơi. Nhìn đồ giống như kiểu đi chợ ấy. Chị hả? Ừ. Chị thấy cũng ổn mà ta. Ờ. Gặp chị là em muốn đi chợ ấy. Khó hiểu. Tại sao? Mua gì? Bởi vì là chị sẽ cho em cua ấy. Bây giờ nhá, chị đi chơi đúng không? Chị chụp cho em đó. Chụp thế nào để mẹ em biết được là em có con dâu ấy. Anh là hay nói đạo lý lắm. Chụp em mà. Thôi được rồi, thế chị chụp em nhé. Sao chị chẳng chụp em gì thế? Chị làm trò gì đấy? Cái gì? Sao chị chụp em mà? Này, em nhờ chị chụp hình này. Em không biết, sao chị lại chụp chị? Em nhờ chị chụp hình. Hình đâu chẳng thấy, toàn hình móng chị đấy. Thật là vai trưởng các cháu à. Khổ thế nhở? Yêu biết. Chán hẳn luôn đấy. Chị cố tình đúng không? Không. Đúng rồi, chị cố tình rồi. Đúng là gái già lắm chiều. Quá chuẩn luôn. Thế nhá. Thôi được rồi, thì thôi coi như là em lưu lại hình bóng chị vậy. Thôi xấu lắm, xóa đi. Thì lúc đấy em bảo là chụp như thế nào để mẹ em biết được là có con dâu mà. Thế là phải có hình chị là đúng rồi. Thật là tuyệt vời. chị đi đâu nhỉ? Chị đi chợ đúng không? Đi chơi, chợ đâu mà chợ. Thì để cho em cua. Sao? Cái gì? Đi theo em. Đi mua cua nhá. Đi luôn. Mua ghẹ 45 cân.
mình, anh Tùng và anh Việt đang ở Hồng Trồng mọi người ạ. Tụi mình sẽ định chụp hình và quay vlog các kiểu ở đây. Không biết là hôm nay nó sẽ như thế nào nữa. Mọi người hãy đón xem nhé. Giờ đang đợi hai ảnh chụp hình, không biết làm gì luôn. Mọi người hãy đón chờ những tấm hình thật là xinh xẻo của mấy ảnh tại Nha Trang Hồng Trọng nha mọi người. Và nhớ ủng hộ, like, share và subscribe cho anh Việt và anh Tùng nhé mọi người.